Video thuyết trình Skyway. Đặc trưng của thế giới ngày nay là sự vội vã liên tục. Chúng ta lúc nào cũng vội đi đâu đó, và chúng ta không có đủ thời gian. Không có thời gian cho tắc đường. Vận tốc di chuyển trung bình trong các thành phố lớn không quá 25 km/h. Tắc đường làm cho chuyến đi kéo dài thêm gấp đôi. Và lấy mất gần 3 tháng cuộc sống. Trong thời gian đó chúng ta ở sai chỗ và phải chia sẻ con đường cho sai người. Các hệ thống vận tải cấp 2 giải quyết vấn đề quá tải đường phố, cho phép di chuyển trong thành phố với vận tốc tới 150 km/h. Các hệ thống tháo nút đơn giản sẽ loại bỏ khả năng xuất hiện tắc nghẽn trên đường. Không có thời gian tìm điểm đỗ xe, điều đó ít nhất là 10 phút mỗi ngày. Khó khăn trong việc di chuyển của xe hơi và người đi bộ. Trong cả cuộc đời sẽ mất gần 5 tháng cho việc tìm kiếm đó. Thường thì chỗ đỗ trống nằm xa nơi mong muốn. Những khả năng kết hợp hệ thống Skyway và các tổ hợp hạ tầng hiện có không có giới hạn nào về mặt nguyên tắc. Các bến tàu điện ngầm có thể trở thành một phần của các công trình hạ tầng quan trọng. Hoàn toàn không bắt buộc phải sử dụng xe hơi cá nhân để đi tới nơi bạn mong muốn. Không có thời gian chuyển tuyến, mỗi lần chuyển tốn từ 3 phút trở lên. Trung bình tăng thêm 5 phút chờ đợi thời gian trên đường. Gần 2 tháng cuộc đời tiêu tốn cho việc chờ đợi và di chuyển giữa các bến. Nằm xa nhau, tăng khoảng cách giữa chúng ta. Các giải pháp vận tải Skyway giảm tối đa thời gian chuyển tuyến giữa các nhánh vận tải đô thị. Bạn chỉ cần đi từ tầng này sang tầng khác. Giữa các tuyến đường đô thị và liên thành phố vận tốc tới 500 km/h. Không có thời gian chờ đợi. Thời gian trung bình giữa các chuyến của phương tiện vận tải công cộng tại thành phố là 10 phút. Thậm chí vào giờ cao điểm nó không quá 3 phút. Mười phút mỗi ngày, 5 tháng cuộc đời. Và không có đảm bảo nào rằng phương tiện vận tải đô thị không chịu tắc đường. Thời gian an toàn tối thiểu giữa các chuyến đi của các phương tiện vận tải trong hệ thống Skyway là 2 giây. Không có thời gian cho nhau. Việc lái xe chiếm từ 50-70% sự tập trung. Nhưng nguyên nhân của phần lớn vụ tai nạn trên đường, trước tiên là do con người. Phí mất 40 phút mỗi ngày cho việc lái xe, chúng ta mất 10 tháng cuộc đời cho nó. Ở cùng trong một không gian, nhưng không ở bên nhau. Hệ thống điều khiển phương tiện vận tải tự động hoàn toàn loại bỏ khả năng sai lầm từ phía lái xe. Khi di chuyển trên Unibus, các bạn chỉ cần tận hưởng chuyến đi, dành thời gian làm việc bạn mong muốn. Thời gian, đó là sự di chuyển. Trao tặng sự tự do trong di chuyển. Chúng tôi trao cho bạn thời gian. Để học tập. Để làm việc. Hồi tưởng. Nghỉ ngơi.
Nếu bạn muốn thời gian của mình thuộc về bạn, chính là lúc cho Skyway. Chúng tôi cung cấp cho các bạn hệ thống vận tải tối ưu. Tuyến vượt Skyway cho phép đảm bảo mức độ an toàn chưa từng có, giảm hao phí cho xây dựng đường. Trên lãnh thổ Cộng hòa Belarus đang diễn ra việc xây dựng Ecotechnopark. Diện tích tổ hợp là 36 hectare. Trong tổ hợp sẽ trưng bày các mẫu đang hoạt động của tất cả các giải pháp của Skyway. Vận tải đô thị, vận tốc tới 150 km/h, sức chứa tới 84 người. Vận tải giải trí, vận tốc tới 150 km/h, sức chứa tới 3 người. Vận tải đô thị, vận tốc tới 150 km/h, sức chứa tới 14 người. Vận tải cao tốc, vận tốc tới 500 km/h, sức chứa tới 24 người. Vận tải hàng hóa, sức chứa các khoang tới 2 mét khối, công suất tới 200 triệu tấn năm.